Y khoa AZ, nơi hội tụ kiến thức y khoa nhân loại. Dưới da, da những vị trí sau, da cánh tay nè, da bụng nè, da mông, da đùi. Thì mình có biết cái vùng nào hấp thu nhiều nhất không? Vùng bụng. Đúng rồi. Lý do là tại tuần hoàn của vùng bụng nó nhiều hơn so với những vùng khác. Do đó mặc dù là sử dụng đường tiêm dưới da, nhưng vùng bụng lại là vùng hấp thu nhiều hơn so với những vùng còn lại. Cuối cùng là nồng độ thuốc. Nồng độ thuốc càng cao thì khả năng hấp thu càng tốt. Thì mình sẽ đi qua các đường hấp thu. Đầu tiên là qua đường tiêu hóa. Thì qua đường tiêu hóa thì hấp thu ở dạ dày nè. Thì mình thấy dạ dày thì pH rất là thấp. Những thuốc mà có tính axit yếu. Đây, những thuốc có tính axit yếu. Thì ở môi trường pH cao như là dạ dày 1 tính 2. Thì lúc này cái thuốc có tính axit yếu nó kém phân ly. Nha, đây mình nhìn cái hình này mình cũng thấy nó kém phân ly. Nó chủ yếu tồn tại dạng không ion hóa. Thì vậy những cái thuốc mà có tính axit yếu thì nó sẽ có xu hướng hấp thu ở dạ dày nhiều ha, do nó tồn tại dạng không ion hóa thì nó qua dạ dày nhiều hơn. Tuy nhiên không phải thuốc nào người ta tính axit yếu người ta cũng cho hấp thu dạ dày. Ví dụ nhóm thuốc NSAID. Mình biết nhóm thuốc giảm đau NSAID không? À, trong những thuốc giảm đau NSAID này thì mình có ví dụ như aspirin. BH8. Đó. Mặc dù NSAID có tính axit yếu nhưng mà người ta lại không cho nó hấp thu tại dạ dày mà người ta lại bào chế cái dạng ví dụ như aspirin BH8. Thì aspirin BH8 này mục tiêu là nó hấp thu ở đâu? Hấp thu ở ruột không? Đúng rồi, BH8 là mục tiêu là hấp thu ruột, nghĩa là viên aspirin BH8 này nó sẽ có một cái lớp bao bên ngoài và cái lớp bao này nó sẽ tan ra ở khi môi trường pH bằng 8, nó phải phóng thích hoạt chất từ bên trong ra bên ngoài. Thì như vậy viên aspirin BH8 này là uống và là muốn hấp thu ở ruột. Như vậy mình muốn viên BH8 này theo mình nghĩ có uống vào lúc nào thì tốt? Có. Ba trường hợp: 1 trước ăn, 2 sau ăn, 3 là lúc đói. Suy nghĩ thử xem. Sao ăn cô? Một người lúc đói, một người sau ăn. Quý vị và các bạn đang xem video tại kênh Y khoa AZ. Hãy đăng ký để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Có ai còn ý kiến nào khác không? Cô em nghĩ là bụng đói không? Lúc đói. Yeah. Rồi mình có nghĩ ở đây nè, mình có nhớ là dạ dày tiết ra axit nhiều vào lúc nào không? Mình có nhớ là dạ dày tiết ra lúc đói thôi. Nhiều nhất vào lúc nào không? Lúc đói thôi. Đang ăn thôi. Này học sinh lý chưa? Lớp nào học sinh lý chưa? Sinh lý dạ dày chưa? Ủa lớp mình học sinh lý chưa? Học rồi cô ơi. Sinh lý 1, sinh lý 2? Học sinh lý rồi cô. Học rồi hóa sinh. Hóa sinh học rồi luôn cô. Rồi vậy thì bây giờ mình có nhớ là dạ dày tiết ra axit nhiều nhất lúc nào không? Đang khi ăn đó cô, trong khi ăn đó. À rồi, nghĩa là
trong lúc dạ dày mình có gì thức ăn có thì thức lúc ăn đó là nó sẽ tiết axit ra gì nhiều nhất chứ không phải lúc đói. Lúc đói thì do dạ dày mình không có thức ăn, nhưng mà lúc đói á, người ta thống kê được là chỉ có tiết ra 10% khối lượng dịch vị thôi, còn 90% khối lượng dịch vị nó sẽ tiết ra vào lúc no để làm chi, để nó tiêu hóa thức ăn. Do đó là đối với viên aspirin BH8 này nè, mình mà uống á, sau ăn á thì nó sẽ có một cái vấn đề, đó là nó bị giữ ở dạ dày lâu hơn. Ở dạ dày đói á, thì nó sẽ tống xuống ruột nhanh hơn, còn ở dạ dày mà no thì nó sẽ bị giữ còn lúc mà uống chung với thức ăn thì nó sẽ bị giữ ở dạ dày lâu hơn. Mà có thức ăn thì pH nó sẽ nâng cao lên, nó làm cho cái viên nguy cơ, cái viên này nó bị vỡ ra ở dạ dày, nó co bóp mà. Rồi như vậy á là tốt nhất. Mà cái viên này thì lại, nếu mà đói á, thì cái thuốc mà aspirin này một phần là nó có gây kích ứng ở dạ dày nữa. Rồi cơ chế tác dụng của nó cũng ảnh hưởng dạ dày, thì tốt nhất là uống trước ăn ha, uống trước ăn. Rồi một cái vị trí hấp thu khác tại đường tiêu hóa đó là ở ruột non. Thì ruột non nó có nhiều ưu điểm hơn dạ dày, hệ thống mao mạch phát triển nhiều hơn nè, lượng máu đi đến nhiều hơn nè, rồi pH nó phù hợp với hấp thu nhiều thuốc nè, từ axit yếu tới bazơ, từ bazơ yếu tới axit yếu nè, rồi diện tích vùng hấp thu lớn nè, thì nó có nhiều ưu thế hơn. Do đó hầu như là người ta bào chế thuốc cũng như cái mục tiêu hấp thu thuốc thì vẫn muốn là hấp thu ở ruột non tốt hơn so với là hấp thu ở dạ dày. Rồi thì đang nói ở phần hấp thu đường tiêu hóa thì mình sẽ nói một cái cơ quan cũng có hấp thu, nhưng mà cái không phải là hấp thu qua tiêu hóa mà nó có liên quan tới đường tiêu hóa. Cái này thì gọi là hấp thu qua gì? Qua niêm mạc. Thì mình sẽ có hấp thu qua niêm mạc lưỡi. Thì theo mọi người nghĩ là hấp thu qua niêm mạc lưỡi so với hấp thu qua dạ dày với ruột thì cái nào hấp thu nhanh hơn? Niêm mạc Qua lưỡi. lưỡi nhanh Qua lưỡi, niêm mạc qua dạ dày với ruột non thì nào hấp thu nhanh hơn? Qua lưỡi nhanh hơn. Hấp thu niêm mạc lưỡi nhanh hơn, lý do Hệ thống tại vì mao nó mạch tĩnh mạch như vậy cô. mao mạch nhiều thì rồi sau đó qua mao mạch thì nó sẽ đổ vào đâu? Vào vòng tuần hoàn Nó tuần vòng tuần hoàn, nhưng mà có vào vòng những mà cái giải phẫu á, giải phẫu á thì mao mạch ở ở lưỡi với ở hai bên khoang miệng. Thì ở đây mình có thể những cái vị trí đặt thuốc là niêm mạc lưỡi dưới lưỡi nè, hoặc là hai bên khoang miệng. Như vậy khi mà hấp thu qua mao mạch ở dưới lưỡi và hai bên khoang miệng thì nó đổ vào đâu? Đổ vào hệ thống tuần hoàn mà ở phía phần trên này là đổ vào hệ thống nào, mình có nhớ không? Tĩnh mạch gì? Đổ vào tĩnh mạch gì? chút mặt cảnh là cô Phải không? Tĩnh mạch gì? Ở cổ, tĩnh mạch cổ. Thì lúc đó thì nó sẽ đi, cái này được gọi là hấp thu gì? cho Hầu đại như tuần là hả? Hấp hoàn thu nó trực vào đại tiếp. Hấp thu này gọi là hấp thu trực tiếp, còn dạ dày với ruột gọi là hấp thu gì? Gián tiếp. Cho đó nó sẽ chậm hơn. Ở vị này nó phải cần quá trình hòa tan, sau đó nó qua màng rồi nó mới đi vào huyết tương. Còn niêm mạc lưỡi á, thì nó hấp thu trực tiếp vào trong hệ thống tuần hoàn luôn, qua mao mạch, qua tĩnh mạch cổ. Do đó cái tốc độ hấp thu nó sẽ nhanh hơn so với dạ dày và ruột non. Do đó ở đây người ta ứng dụng trong cái việc là hấp thu qua niêm mạc lưỡi đối với một số cái trường hợp khẩn cấp, như đại diện như là hạ áp,
mấy cái thuốc hạ áp nhanh ngậm như lưỡi. Rồi hấp thu qua niêm mạc lưỡi nó có một số cái lợi điểm, đó là hấp thu qua đường tiêu hóa ở dạ dày và ruột non á, nó sẽ đi vào tĩnh mạch cửa ở gan. Và khi nó đi qua tĩnh mạch cửa ở gan thì một phần mình biết rồi, cơ quan lớn nhất trong cơ thể mình đóng vai trò chuyển hóa thuốc đó là gan. Do hấp thu qua dạ dày hoặc ruột non thì một phần nó sẽ đi qua tĩnh mạch cửa ở gan. Và khi qua tĩnh mạch cửa ở gan á, thì một phần thuốc nó bị chuyển hóa, nó mất tác dụng. À, thì dẫn đến là nó sẽ làm giảm lượng thuốc vào trong máu. Thì còn hấp thu qua niêm mạc lưỡi thì nó đổ thẳng vào tuần hoàn luôn. Do đó là nó sẽ không có bị cái tình trạng gọi là hiệu ứng vượt qua gan lần đầu giống như ở dạ dày và ruột non. Thì như vậy những cái thuốc nào mà sử dụng dạng qua dạ dày với ruột non, hấp thu dạ dày ruột non á, nó bị chuyển hóa qua gan lần đầu nhiều quá, thì lúc này người ta chuyển qua dạng ngậm dưới lưỡi. À, thì lúc này nó sẽ ít bị cái tình trạng hiệu ứng vượt qua gan lần đầu, đặc biệt là mấy cái hormone ha, hormone sinh dục, mà hormone sinh dục nam nó bị chuyển qua gan lần đầu rất là nhiều. Hoặc là một số cái thuốc liên quan tới điều trị đau thắt ngực, nhóm nitrat á, trinitrin vân vân. Thì nó sẽ có một số lợi điểm. Rồi một cái hấp thu niêm mạc khác cũng ở đường tiêu hóa, như hấp thu niêm mạc ruột già. Thì hấp thu có loại hấp thu niêm mạc ruột già hoặc là hấp thu niêm mạc âm đạo. Thì hấp thu qua niêm mạc ruột già thì nó sẽ đổ vào tĩnh mạch trực tràng. Thì khi mà đặt ở niêm mạc ruột già thì qua phần niêm mạc này nó sẽ hấp thu vào tĩnh mạch trực tràng trên, dưới, giữa. Và cái lượng thuốc nó đi qua tĩnh mạch cửa ở gan nó sẽ giảm đi, và nó cũng tránh cái tình trạng gọi là hiệu ứng vượt qua gan lần đầu so với dạng đường uống qua ruột non, qua dạ dày. Do đó cái ưu điểm của đường hấp thu qua niêm mạc ruột già là chắc chắn ưu điểm là nó hấp thu nhanh, ha, hấp thu nhanh. Ví dụ trong trường hợp trẻ nhỏ hạ sốt thì ở đây người ta là ưu tiên sử dụng dạng gì? Dạng đặc, do đặc hậu môn đó, ruột già, thì lúc này nó sẽ hạ sốt nhanh hơn so với dạng uống. Nhưng mà khuyết điểm của nó là gì? Thuốc mà đặt qua niêm mạc ruột già người ta gọi là thuốc đạn, còn thuốc mà đặt qua niêm mạc âm đạo người ta gọi là thuốc trứng. Thì qua niêm mạc ruột già này nè, để đạt được cái dạng cấu trúc này nè, bắt buộc nó phải có những cái tá dược đặc biệt. Và để có được cái tá dược đặc biệt này thì khuyết điểm của, dẫn đến khuyết điểm của nó là rất khó bảo quản. Phải bảo quản lạnh, do đó khi mà tháo cái viên ra là phải sử dụng liền. Tháo viên ra mà không sử dụng là nó chảy ra hết. Do gọi cái kỹ thuật đặt nó cũng khó ha. Do đó nó sẽ có một số cái khuyết điểm, mặc dù nó có ưu điểm là hạn giảm đi cái việc hiệu ứng qua gan lần đầu, cũng như là phần trăm hấp thu thuốc cao, dẫn đến là khi bào chế thuốc thì cái do nó hấp thu tốt nhiều thì cái liều của nó là sử dụng liều thấp thôi ha. Một số cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng hấp thu bằng đường uống. Ví dụ như đầu tiên là thức ăn, thì nó sẽ có hai cái yếu tố, hai cái khía cạnh mà nó ảnh hưởng. Thứ nhất là tốc độ hấp thu, nghĩa là ảnh hưởng có hấp thu nhanh hay chậm. Thứ hai là khả năng hấp thu, nghĩa là hấp thu nhiều hay ít. Theo mọi người nghĩ thì thức ăn nó sẽ ảnh hưởng ở khía cạnh nào? Tốc độ hấp thu hay khả năng hấp thu? Tốc độ. Tốc độ. Rồi một người có ý kiến đó. Có ai có ý kiến khác không? Tốc độ hấp thu hay theo nhanh em, chậm? Về khả năng theo như cơ địa của con người. Nhanh chậm. Khả năng hấp thu. Thức ăn đó nha, thức ăn nha. Thức ăn nó ảnh hưởng như thế nào? Cả hai đó luôn cô, tốc độ rồi. Nó ảnh hưởng cả hai luôn. Tùy thuốc ha, tùy thuốc nó có ảnh
nhưng mà nó sẽ có hai ảnh hưởng ha, cả tốc độ và khả năng hấp thu. Ví dụ như mình nói về khả năng hấp thu ít hay nhiều nè. Điển hình nhất đó là cái thuốc BBI. BBI mình nhớ cái thuốc BBI. Là nhóm thuốc ức chế bơm rồ tông á. Nhóm thuốc ức chế bơm rồ tông omeprazole này nọ đó. Mà thuốc này người ta thấy nghiên cứu nếu mà uống sau ăn hoặc trong bữa ăn thì nó làm giảm cái khả năng hấp thu này thuốc số của thuốc này xuống 50%. Do đó mấy cái thuốc thuộc ức chế bơm rồ tông này phải uống vào lúc nào? Uống vào lúc nào mọi người? Trước ăn 30 phút. À, phải uống trước ăn. Lấy tại sao không uống vào lúc đói mà lại phải uống vào trước ăn? Alo? Tại sao không uống vào lúc đói mà lại uống vào trước ăn? Mới nãy quay lại mình nói là lúc nào mà cái bơm rồ tông nó hoạt động mạnh nhất? Lúc nào mọi người? Lúc ăn Lúc mà dạ dày có lúc gì? ăn Thức lúc ăn, ăn thức nó tiết ăn ra axit đúng không? Thì cái bơm đó là hoạt động thông qua việc tiết axit. Thì như vậy bắt buộc phải uống BBI này trước ăn. À, nhưng mà cái này nó có cập nhật lại ngày trước là 30 phút nhưng hiện nay một số hãng lớn ví dụ như của cái thằng Nexium nó bắt đầu nó cập nhật nó khuyến cáo ra tới 1 tiếng rồi đó, 1 giờ trước ăn thấy hiệu quả hơn 30 phút trước ăn. Rồi một số thuốc nó ảnh hưởng tới tốc độ hấp thu nhanh hay hấp thu chậm nữa. À, có một số thuốc ví dụ như là mấy cái thuốc cần hấp thu ở ruột mà sử dụng chung với thức ăn thì nó sẽ bị giữ ở dạ dày nhiều hơn, lâu hơn. Nó cũng ảnh hưởng tới tốc độ hấp thu. Cử động của dạ dày, co bóp dạ dày. Rồi tính chất lý hóa của chế phẩm tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng hấp thu rồi. Tính axit yếu, tính bazơ yếu, nên mình có phân tích. Thứ tư là kích thước hạt. À, nên này nó liên quan tới cái khả năng bào chế của mỗi hãng. Bây giờ thuốc nào mà phân tán ra kích thước hạt nhiều, đồng đều, thì nó tốc độ hấp thu nó sẽ nhanh. Còn thuốc mà nó chậm phân tán kích thước hạt, nó chưa có đạt được độ đồng nhất thì cái khả năng hấp thu chậm thì nó liên quan tới khả năng bào chế của một số cái hãng dược khác nhau, những hãng dược khác nhau thì cái khả năng bào chế khác nhau. Ví dụ như nhóm thuốc sulfonylurea trong cái biệt dược diamicron điều trị đái tháo đường đó thì cái hãng dược nó bào chế dược phẩm của cái biệt dược diamicron cái công nghệ bào chế tốt thì cái khả năng nó phân tán rất là nhanh, nó hấp thu tốt. Còn trong khi đó những hãng dược mà trong nước trong mà bảo hiểm á, thì cái khả năng mà phân bố kích thước hạt nó chậm ha, khả năng hấp thu nó kém hơn. Rồi tốc độ làm rỗng dạ dày. Giờ những thuốc nào mà hấp thu ở ruột mà rỗng dạ dày nhanh thì thuốc đẩy xuống ruột nhanh hơn, hấp thu tốt hơn, nhanh hơn ha. Như vậy ưu điểm của đường uống là gì? Alo mọi người ơi, giờ ưu điểm của thuốc dùng đường uống là gì? Hấp thu nhầm. Ưu điểm mà là phải không? Hấp thu nhanh không? Đường uống nha, có phải Dễ hấp thu sử nhanh dụng. không? Tiện lợi Dễ cho sử mình đâu dụng. Và lý do tại sao mà đường uống ai cũng khao khát tạo thành thuốc đường uống hết, tất nhiên là nó phải có ưu điểm chứ. Cả insulin người ta cũng đang nghiên cứu, người ta rất là muốn nghiên cứu tạo nên cái dạng insulin đường uống, thì lý do tại sao đường uống người ta lại muốn đa số thuốc là phải dạng đường uống. Nhất là gì? Dễ tiện sử dụng. Thứ hai là gì? Khi mang đi thì sao? Dễ dàng vận chuyển, dễ dàng mang đi. So với cái dạng mà thuốc tiêm á, thì khó vận chuyển rồi, dễ bể vỡ.
rồi phải đạt được cái nhiệt độ bảo quản nữa. Do đó ở đây á, thuốc đường thuốc nó sẽ có những cái đường uống nó sẽ có những cái ưu điểm là dễ dàng sử dụng nè, dễ vận chuyển nè. Rồi tiếp theo là gì? An toàn hơn. Để khi nào mà ví dụ như giữa dạng đường uống với dạng đường tiêm, tất nhiên dạng đường tiêm nó sẽ có nguy cơ gây tác dụng phụ nhiều hơn. Ví dụ như alpha chymotrypsin, mình biết mà ha, cái thuốc alpha chymotrypsin đó, thì cái thuốc alpha chymotrypsin này nè, dạng đường uống thì không sao, nhưng mà dạng đường tiêm á, thì lại gây nguy cơ sốc phản vệ cao hơn. Em bé mình thấy là dạng đường uống nó an toàn hơn. Rồi nhưng mà nó sẽ có một số cái khuyết điểm. Hấp thu gián tiếp ha, cần phải hòa tan rồi sau đó đi qua màng vào huyết tương, dễ bị phá hủy ở dạ dày đối với những cái thuốc nào có cấu trúc mà như peptic nè, liên kết axit amin đó, rồi cái liên kết este nè, rồi liên kết amid là nó dễ bị phá hủy ở dạ dày do môi trường axit mạnh. Rồi một số thuốc thì nó dễ bị cái tình trạng hiệu ứng vượt qua ngang lần đầu, do nó không thể sử dụng dạng đường uống được ha, không thể sử dụng dạng đường uống. Rồi người ta thấy rằng ở ruột nó có chuyển hóa một có một số enzyme chuyển hóa thuốc giống ở gan, do đó một số thuốc thì nó sẽ bị chuyển hóa ở ruột luôn. Rồi đặc biệt có một cái hướng hiện nay mà đối với các thuốc dạng đường uống đó là nó bị cái tình trạng đẩy thuốc ngược về lòng ruột. Người ta thấy có tình trạng là xuất hiện gen mà đẩy thuốc trở về lòng ruột đối với một số bệnh nhân ung thư, nó đẩy thuốc điều trị trở về lòng ruột ha. Thì nó sẽ có một số cái khuyết điểm như vậy. Như vậy để mà hạn chế cái khuyết điểm của dạng đường uống thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân có những cái trường có xuất hiện những cái chất này nè, thì người ta sẽ sử dụng cái đường sử dụng thuốc khác, hoặc người ta sẽ bào chế thuốc ra cái dạng đường sử dụng khác để nó phù hợp hơn. Đường hấp thu tiếp theo là đường tim, qua đường tim. Thì đường tim mình sẽ có một số cái đường hấp thu như tim dưới da nè, tim tĩnh mạch nè, rồi tim bắp nè. Thì đường tim thì hấp thu trực tiếp vào tuần hoàn. Anh thì đường tim dưới da nó sẽ thuốc nó sẽ vận chuyển trong gan bào chất qua tới nội mô mao mạch và hấp thu vào trong tuần hoàn. Như vậy nó sẽ có hai cái yếu tố ảnh hưởng tới cái sự vận chuyển của thuốc trong gan bào chất. Thứ nhất là độ nhớt của gan bào chất. Mà độ nhớt của gan bào chất này nó quyết định bởi một cái chất đó là axit hyaluronic. Và một cái enzyme phân hủy cái cấu trúc của axit hyaluronic này là hyaluronidase. Nó sẽ quyết định là độ nhớt tăng hay độ nhớt giảm. Độ nhớt tăng cao nghĩa là sự xuất hiện của axit hyaluronic này nhiều. Còn độ nhớt giảm khi có xuất hiện cái hyaluronidase này, nó sẽ cắt đứt thủy phân cấu trúc của hyaluronic làm độ nhớt giảm. Thì lý do tại sao hằng hyaluronic này nó lại tạo độ nhớt, hằng hyaluronic này á, người ta thấy rằng nó có khả năng ngậm nước gấp 1.000 lần cấu trúc phân tử của nó. Do đó nó tạo nên một cái độ nhớt nhất định. Và khi độ nhớt càng cao thì thuốc nó sẽ di chuyển càng chậm. Mình lưu ý ha, giống như giữa một cái chai, có một cái chai hồ với một cái chai nước mà thả một cái hạt đậu vào trong chai hồ với thả một hạt đậu trong chai nước, thì chắc chắn hạt đậu trong chai nước nó sẽ đi nhanh. Thì cũng tương tự đối với thuốc thôi, đối với cái nào độ nhớt càng tăng thì thuốc nó sẽ chậm hấp thu. Thì ví dụ như ở đây người ta thấy nó vẫn có hai mặt nha, chậm hấp thu thì thuốc nó sẽ tác động từ từ, còn nhanh hấp thu thì thời gian tác dụng nó sẽ ngắn lại. Do đó tùy thuộc vào việc cái mục tiêu của
cái sản phẩm điều trị á, cái thuốc á, thì có thể người ta sẽ khống chế cho cái độ nhớt tăng hoặc độ nhớt giảm để cho thuốc di chuyển nhanh hay di chuyển chậm. Di chuyển nhanh thì thuốc phát tác dụng nhanh nhưng ngược lại thời gian tác dụng ngắn. Còn di chuyển chậm á, thì thuốc nó từ từ phát tác dụng và nó duy trì cái nồng độ thuốc cố định à. Và một cái yếu tố nữa nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng hấp thu, đó là tính thấm của mao mạch. Thì tính thấm của mao mạch nó quyết định liên quan tới mao mạch co hay mao mạch giãn. Thì theo mọi người là mao mạch co thì tính thấm mao mạch tăng hay là tính thấm mao mạch giảm? Mao mạch co nha, co mạch á, thì thấm tính thấm giảm mao mạch tăng hay giảm? Tăng hay giảm? mao mạch co thì tính thấm nó giảm. Đúng rồi, mao mạch co thì tính thấm nó giảm. Thì ở đây người ta sẽ khắc phục ha, nghĩa là người ta muốn duy trì cái khả năng hấp thu của thuốc nhanh hay chậm thì người ta sẽ làm cho co mạch hoặc là giãn mạch ha. Co mạch hoặc giãn mạch. Axit hyaluronic này có hiện nay được ứng dụng rất là nhiều, có ai biết ứng dụng gì không? Ví dụ như trong y học và thẩm mỹ nè. Y học và thẩm mỹ có ai biết làm gì không? Alo, alo mọi người ơi, axit hyaluronic này trong y học thẩm mỹ có ai biết ứng dụng nó làm gì không? Chất làm đầy cô filler. À rồi đúng rồi, trong mà thẩm mỹ á, là ta sử dụng làm chất làm đầy, à tiêm filler botox đó, là do cái hàng axit hyaluronic này nè, nó giữ giữ ẩm, mà khả năng giữ ẩm rất cao, do nó trương nở giữ nước, do nó sẽ căng da. Nhưng ngược lại, do thực ra nó sẽ bắt buộc phải tiêm nhắc, lý do là trong cơ thể mình nó vẫn có hoạt năng qua hyaluronidase, nó sẽ cắt đứt axit hyaluronic mà mình tiêm vào, thì bắt buộc phải tiêm lặp lại, nó không giữ cái cấu trúc trong một thời gian dài được. Rồi nó còn một cái ứng dụng nữa trong y học, có ai biết ứng dụng trong y học không? Tiêm vào đâu? Và khớp của Axit à, đúng rồi, tiêm vào khớp. Mà tiêm vào khớp, khi tiêm vào khớp thì nó đóng vai trò bôi trơn ha. Đây là một trong những cái phương pháp là tiêm khớp này, bên cạnh cái tiêm cái tiểu cầu tự thân, thì tiêm axit hyaluronic này nó sẽ có một số cái lợi điểm hơn. Ví dụ như đối với những cái bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc làm giảm tiểu cầu thì tất nhiên không thể sử dụng cái phương pháp tiêm tiểu cầu tự thân được, lượng tiểu cầu thấp quá, hoặc là những người cái lượng tiểu cầu trong máu cơ bản của họ đã thấp rồi thì không thể nào áp dụng cái phương pháp tiêm tiểu cầu tự thân vào khớp được. Thì lúc này cái phương pháp tiêm axit hyaluronic là một cái liệu pháp thay thế ha. Hoặc là trong mỹ phẩm thì hàng axit hyaluronic này trong công nghiệp mỹ phẩm thì nó sử dụng trong các kem serum gì đó, nó giúp giữ ẩm chống lão hóa. Còn tính thấm mao mạch ở đây người ta có ứng dụng là ví dụ đối với insulin, sau khi tiêm dưới da mà để làm gia tăng cái tính thấm của mao mạch thì ở đây là người ta khuyến cáo là massage ha, massage cái vùng tiêm để chi tăng nhiệt độ giúp giãn mạch à. Cũng như là để tăng cái khả năng hấp thu của insulin thì không nên tiêm insulin vào lúc lạnh. Thì khi tiêm insulin vào lúc lạnh thì mạch nó sẽ co, mà mạch co thì cái tính thấm nó giảm, khả năng hấp thu insulin nó kém. Hoặc là một cái ứng dụng này hiện nay người ta có sử dụng sàn quốc tế lidocaine đơn trị hoặc là lidocaine phối hợp với adrenaline. Đây ha. Thì mình thấy là phối hợp với adrenaline mục đích để làm gì? Này, adrenaline mục đích là gì mọi người? Co mạch Tác dụng gì? À, co mạch. Adrenaline thì nó sẽ gây co mạch. Co mạch thì nó làm giảm tính thấm mao mạch. Thì như vậy khi
phối hợp chung với lidocaine thì nó sẽ giúp kéo dài cái thời gian gây tê của lidocaine. Bởi vì lidocaine thì nó là thuốc tê tác dụng tại chỗ. Như vậy người ta cần cái nồng độ thuốc tại chỗ cao, không cần phải hấp thu. Không cần phải hấp thu. Do đó ở đây á, là người ta phối hợp chung với adrenaline gây co mạch. Co mạch thì nó làm giảm tính thấm, thì như vậy nó sẽ làm gia tăng cái nồng độ của lidocaine tại chỗ, là giúp kéo dài cái thời gian gây tê. Và giữa dạng phối hợp với dạng đơn trị thì dạng phối hợp này cái thời gian gây tê nó sẽ dài hơn. Nhưng ngược lại cái dạng có adrenaline này thì lại phải thận trọng trên đối tượng bệnh nhân gì? Tim mạch. Bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân nhịp nhanh nè, hoặc là mấy cái bệnh nhân tăng huyết áp này nọ thì nó lại lưu ý, cần phải lưu ý. Tiếp theo là tim bắp. Thì tim bắp nó sẽ có một số cái lợi điểm hơn, đó là nó tim ít đau hơn so với tim dưới da. Tim dưới da thì vị trí tim nó gần mấy cái thân neuron thần kinh dẫn truyền cái cảm giác đau nó nhiều hơn. Rồi tim bắp thì nó sẽ hấp thu nhanh hơn so với tim dưới da. Thì tim bắp nó cũng giống với tim dưới da nè, sẽ phụ thuộc cái vị trí tim và lưu lượng máu tại chỗ. Dù tim vị trí tim mà thay đổi thì dẫn đến lưu lượng máu tại chỗ, tuần hoàn máu tại chỗ thay đổi thì cái khả năng hấp thu nó cũng khác nhau ha. Tim tĩnh mạch thì xem như là hấp thu nhanh và hoàn toàn. Tim tĩnh mạch người ta xem như là 100% đó, hấp thu ví dụ như tim 100 gram là coi như hấp thu hoàn toàn 100 gram vào trong máu. Tim tĩnh mạch thì cần lưu ý đối với tim lượng lớn trên 100 ml thì bắt buộc dung dịch phải đẳng trương. Đấy là phải phù hợp với pH của sinh lý và phải là dung môi là nước, còn không sử dụng dung môi khác. Ví dụ dạng nhũ dịch. Nước trong dầu thì tim bắp hoặc tim dưới da được nhưng mà lại không tim tĩnh mạch được. Trong khi đó dạng nhũ dịch dầu trong nước thì tiêm được tĩnh mạch ha. Mình lưu ý nha, cái môi trường phân tán này là nó sẽ quyết định rất là nhiều. Môi trường phân tán là phân cực hay kém phân cực. Đối với tĩnh mạch thì nhũ dịch được nhưng mà phải là môi trường phân cực thì nó mới tiêm tĩnh mạch được. Còn trong khi đó môi trường kém phân cực đối với nhũ dịch là không tiêm tĩnh mạch được. Lưu ý cái này. Nó bắt buộc dung môi phải là nước mới được. Qua da thì qua da không phải tác dụng tại chỗ mà qua da nó sẽ tùy thuộc vào các hoạt chất đi kèm thì nó sẽ tác dụng tại chỗ hay toàn thân. Ví dụ như sát khuẩn, cồn, iốt thì nó là tác dụng tại chỗ. Nhưng trong khi đó một số cái loại thuốc nó sẽ có tác dụng toàn thân, ví dụ như nitroglycerin nè, nó sẽ giúp điều trị, hỗ trợ điều trị đau thắt ngực nè, hoặc là miếng dán cobalamin nè, vùng thái dương thì chỉ xây tàu xe, hoặc là miếng dán estradiol ha, tránh thai đó. Thì hiện nay cái dạng mà cái dưới da, ví dụ như cái dưới da người ta cũng có đưa ra mấy cái hệ thống nè. Hiện nay người ta sẽ có một cái hệ thống mà cái dưới da giúp gia tăng kéo dài cái thời gian tác dụng của thuốc á. Ví dụ như đối với cái thuốc tránh thai, hiện nay người ta có hệ thống cái dưới da thì có thể là tránh thai được từ 2 đến 3 năm. Hoặc là một số cái thuốc điều trị đái tháo đường hiện nay người ta đưa ra cái đường dạng cấy dưới da mà có thể kiểm soát được đường huyết trong vòng 3 năm. Thì nó tạo nên những cái hệ thống mà phóng thích thuốc từ từ. Hấp thu qua đường hô hấp thì theo mình nghĩ coi giữa đường tiêu hóa với đường hô hấp thì hấp thu qua cái đường nào là nhanh hơn? Hô hấp rồi. Hô hấp nhanh hơn. Thì hô hấp hấp thu qua đường hô hấp, thải trừ qua đường hô hấp.
Thì đường hô hấp cái diện tích vùng hấp thu lớn ở phổi nè, mấy cái phế nang nó cái diện tích vùng hấp thu rất là rộng, khởi phát tác dụng nhanh. Đồng thời chính vì khởi phát tác dụng nhanh và khả năng hấp thu cao đó nên liều dùng nó sẽ ít hơn so với dạng đường uống và dẫn đến cái tác dụng phụ nó sẽ ít hơn. Mình điển hình đối với cái thằng thuốc này salbutamol. Hay ha. Điển hình đối với trường hợp là salbutamol. Thì salbutamol là thuộc cái nhóm thuốc hô hấp, thuốc điều trị hen. Thì salbutamol này là có dạng đường uống với dạng đường phun xịt. Uống. Mình thấy lúc nào cái liều của đường xịt này nó cũng vậy, thấp hơn so với dạng đường uống. Rất là thấp. À, dạng đường phun xịt của salbutamol rất là thấp so với dạng đường uống. Do nó khởi phát tác dụng nhanh. Do đó cái liều nó là ít hơn. Thứ hai nữa là khởi phát tác dụng nhanh cũng như khả năng hấp thu tốt nên cái dạng liều dùng nó sẽ thấp hơn và cái tác dụng phụ nó sẽ ít hơn. Như dạng đường uống thì nó gây cái tác dụng phụ hòa hợp, đánh trong ngược nhịp nhanh. Trong khi đó dạng phun xịt thì cái tác dụng phụ này nó sẽ ít đi rất là nhiều. Dạng phun xịt đó. Qua thanh mạc là qua một cái lớp mô mỏng ha, như bao hoạt dịch, phúc mô này là nó áp dụng đối với các phương pháp tiêm nội khớp đó ha. Như tiêm mới nãy tiêm hyaluronic nè, hoặc tiêm tiểu cầu tự thân đó. Tiếp theo là hấp thu vào thần kinh trung ương. Thì hấp thu vào thần kinh trung ương là một phương pháp hấp thu rất đặc biệt. Mà để tác dụng được thì khó sử dụng bằng đường tĩnh mạch, người ta phải đưa qua những cái vị trí tiêm trực tiếp, ví dụ tiêm vào tủy sống hoặc dưới màng cứng, trong vỏ vân vân ha. Thì ở đây mình thấy ứng dụng là gây tê tủy sống ngoài màng cứng trong phẫu thuật mổ bắt con đó. Thì ở đây người ta sẽ đưa thuốc tê trực tiếp vào thắt lưng tủy sống. Slide tiếp theo mình sẽ nói đến trình bày một số cái thông số dược động học liên quan tới quá trình hấp thu. Thì thôi để mình ra chơi, giờ là 2 giờ, coi như 2 giờ 25 ha. Mình sẽ ra chơi tới 2 giờ 55 mình vào. À, mình sẽ vào cái phần phân tích các thông số của quá trình hấp thu. Hai thông số quan trọng đó là diện tích dưới đường cong và sinh khả dụng. À. Rồi mọi người ra chơi tới 2 giờ 55 mình vào lại nha. Alo. Dạ dạ yeah.
cắt chỉ chưa? Mình bỏ ai không biết. Alo, mình tiếp nha mọi người. Mình tiếp qua điện tích chứa đường cong. À, và xin sử dụng F là hai cái thông số dược đồng học liên quan tới quá trình hấp thu. Thì cái thông số đầu tiên đó là diện tích chứa đường cong được ký hiệu là AOC. Đây, đây là AOC ha. AOC là cái phần M nè. AOC là nó biểu diễn cái nồng độ của thuốc trong máu theo thời gian. À, đây là cái AOC nè. Màu xám đó, diện nồng độ của thuốc trong máu thời theo thời gian. Để vẽ được cái đường cong AOC này thì khi mà người ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc thì những cái thời điểm trong những cái thời điểm khác nhau người ta sẽ rút máu của bệnh nhân, đừng định lượng nồng độ thuốc trong máu ha. Định lượng nồng độ thuốc trong máu người ta sẽ có những cái điểm trên đồ thị và vẽ cái được sử dụng nó các điểm trong đồ thị lại thì người ta sẽ có một cái đường cong AOC biểu diễn nồng độ thuốc ha. Nồng độ thuốc tăng lên và giảm xuống nó sẽ có hai pha, đây pha hấp thu và pha thải trừ. Thì biểu diễn để biểu diễn diễn cô ơi cho em hỏi cô ơi em không thấy slide cô ơi. Ủa? Em không thấy slide cô. À rồi rồi, tại vì mới có để chia sẻ lại cái màn hình cho mọi người. Rồi mọi người lát thấy lại cái slide chưa? Dạ thấy cô ơi, thấy cô ơi, thấy cô ơi. Thì AOC này là cái màu xám xám nè, biểu diễn diện tích nồng độ của thuốc trong máu theo thời gian. Thì trong cái biểu đồ cái diện tích dưới đường cong này có một số cái thông số nó liên quan. Thứ nhất đó là MEC. MEC là nồng độ tối thiểu của thuốc, nồng độ tối thiểu mà có tác dụng của thuốc ha. Nồng độ tối thiểu có tác dụng của thuốc. Như vậy thuốc có tác dụng nó phải đạt được cái nồng độ tối thiểu này. Nghĩa là thuốc nó muốn có tác dụng thì nồng độ của thuốc trong máu phải lớn hơn hoặc bằng MEC. Thì cái giao điểm đầu tiên của cái diện tích dưới đường cong dưới cái đường MEC người ta chiếu xuống trục thời gian người ta gọi là onset time. Onset time nghĩa là thời gian khởi phát tác dụng hay còn gọi là thời gian tiềm phục. Nghĩa là tính từ lúc bắt đầu cho thuốc tới lúc bắt đầu có tác dụng thì người ta gọi là onset time. Như vậy mỗi thuốc nó sẽ có một cái thời gian khởi phát tác dụng hay còn gọi là thời gian tiềm phục khác nhau. Có thuốc có thời gian tiềm phục ngắn nhưng mà có thuốc có thời gian tiềm phục dài. Nó sẽ tùy thuộc vào mỗi thuốc. Ví dụ như đối với những cái thuốc là thuốc tê với thuốc mê thì tất nhiên người ta sẽ cần thuốc có thời gian tiềm phục ngắn ha, mau có tác dụng, mau xuất hiện tác dụng. Rồi cái giao điểm từ giao điểm thứ nhất tới giao điểm thứ hai của cái MEC và diện tích dưới đường cong thì người ta chiếu xuống trục thời gian người ta sẽ có được cái khoảng đó gọi là duration of action, nghĩa là người ta gọi đây là thời gian tác dụng, tính từ lúc bắt đầu có tác dụng tới lúc hết tác dụng. À, thì thời gian tác dụng này tùy thuộc
Còn mỗi thuốc có thuốc có thời gian tác dụng ngắn nhưng mà thuốc có thời gian tác dụng dài. Thì khi thuốc mà nhỏ hơn MEC thì thuốc sẽ không còn tác dụng. Nhưng khi thuốc không còn tác dụng thì không đồng nghĩa với thuốc nó đã thải trừ ra khỏi cơ thể. Mà lúc này thuốc nó vẫn còn xuất hiện trong máu. Nhưng mà do nồng độ nó không có đạt được cái gì tới cái mức có tác dụng thì nó không thể hiện tác dụng sinh học. Nhưng không có nghĩa là thuốc nó đã ra khỏi cơ thể nên nó còn ở trong máu. Ha. Hoặc ở đây mình thấy là thuốc vẫn xuất hiện trong máu nhưng mà do nồng độ thuốc thấp quá, nó chưa biểu hiện tác dụng, nó vẫn thấp hơn MEC thì thuốc nó vẫn có trong máu nhưng mà do nó chưa đạt đến nồng độ mà phải có được cái tác dụng sinh học để mình thấy được, đúng không? Thôi, thực ra thuốc nó vẫn còn có mặt ở trong máu đây ha. Tmax là thời gian để đạt được nồng độ tối đa, Cmax hay Cbac là nồng độ tối đa của thuốc. Còn Tmax là thời gian để đạt được nồng độ tối đa. Mỗi thuốc này nó cũng có Tmax khác nhau ha. Ví dụ như furosemide thì nó có Tmax là đường uống là 1 giờ 30 phút ha. Furosemide hay là thuốc lợi tiểu đó, furosemide. Rồi MEC và MTC, MTC là nồng độ tối thiểu có độc tính. Vậy nếu mà thuốc đạt tới cái MTC thì sẽ xuất hiện độc tính. Thì khoảng cách giữa MEC người ta gọi là khoảng điều trị therapeutic range ha, là khoảng điều trị. Vậy theo mình nghĩ coi thuốc có khoảng điều trị hẹp, nếu thuốc có khoảng điều trị rộng thì thuốc nào nó có lợi điểm hơn? Alo, mọi người ơi, để thuốc có khoảng điều trị hẹp và thuốc có khoảng điều trị rộng thì cái nào có lợi điểm hơn? Khoảng điều trị rộng cô ơi. Dạ rộng cô ơi. Thuốc có khoảng điều trị rộng. Nghĩa là MEC và MTC phải gì? Cách xa nhau thì nó sẽ có cái lợi điểm hơn. Thì ở đây khi so sánh tiềm lực của hai thuốc, ví dụ như so sánh hiệu lực của thuốc A với thuốc B, thì người ta sẽ so sánh cái liều tác dụng ở 50% cá thể thuốc A, thuốc B, hay còn gọi là ED50. Thì đây là chỉ số điều trị ha. Chỉ số điều trị người ta có thể tính toán thông qua cái liều TD50 chia ED50 hoặc là LD50 chia ED50. LD50 là ở động vật, là liều gây chết 50% đối tượng thí nghiệm chia cho liều có tác dụng ở 50% đối tượng thí nghiệm thì người ta sẽ ra chỉ số trị liệu cho động vật. Còn đối với người thì người ta sẽ lấy TD50 là liều gây độc tính trên 50% đối tượng nghiên cứu chia cho ED50, người ta sẽ ra cái chỉ số điều trị. Thì thường những cái thuốc có cái khoảng chỉ số điều trị dưới 100 là coi như là những cái thuốc có khoảng điều trị hẹp. Nghĩa là MEC và MTC gần nhau. Thì lúc đó những cái thuốc đó là những cái thuốc kém an toàn. Thì cần phải lưu ý liều dùng ha. Hoặc khi tăng liều, hoặc khi đối tượng bệnh nhân có những cái vấn đề về việc mà thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể thì phải theo dõi để điều chỉnh liều cho phù hợp. Thì đây là một số của thuốc khoảng điều trị hẹp nè. Digoxin, theophylline, lithium hoặc cả paracetamol luôn. Thì đây là cái bảng khoảng điều trị của những cái thuốc gây nguy cơ mà độc tính khi quá liều, ví dụ như paracetamol. Khi mà hàm lượng mà paracetamol trên 200 microgram trên ml đó, thì nó sẽ gây nguy cơ độc tính ở đâu mọi người? Para nó gây ở gan. Ở gan. Para nó sẽ gây độc tính ở gan ha.
Bala sẽ gây độc tính ở gan. Rồi dioxin nè, tophylline lithium nè, vân vân. Lidocaine là thuốc tê, gentamicin kháng sinh nè. Thì trong đó mình sẽ thấy có hàng dioxin là thuốc có khoảng điều trị rất là hẹp, được xem như là thuốc có khoảng điều trị hẹp nhất và nguy cơ độc tính của nó rất là cao ha. À, tính bằng từ microgram mà nó về thì đổi qua nanogram nó rất là thấp. Về mặt thông số tiếp theo đó là sinh khả dụng F. Thì sinh khả dụng F nó cho mình biết phần trăm thuốc vào trong máu ở dạng còn hoạt tính. Vậy khi nói tới sinh khả dụng của một thuốc thì nó sẽ cho mình thấy là cái phần trăm thuốc so với cái liều dùng mà ở dạng còn hoạt tính trong máu. À, ví dụ như ở đây người ta nói sinh khả dụng đường uống của furosemide là 65%. Nghĩa là khi mà sử dụng cái viên uống mà furosemide 20 mg thì nó sẽ có 65% của 20 mg vào được ở dạng còn hoạt tính ở trong máu. Vậy mình lấy 20 nhân cho 65 và chia 100 mình sẽ ra được cái lượng thuốc nó sẽ còn lại đối với đường uống mà được vào được trong máu. Thì sinh khả dụng F này nó thay đổi cấu trúc hóa học của thuốc, thay đổi thì sinh khả dụng thay đổi thì cũng nói rồi. Thay đổi tái dược thì sinh khả dụng nó sẽ thay đổi. Mình sẽ có một trường hợp ví dụ ở đây là nitrobenzene. Có mình có điện thoại cái nghe các bạn các bạn ngừng một chút. Rồi mình tiếp tục. Thì ở đây mình thấy là nifedipine đối với dạng viên nén thì nó sẽ có cái sinh khả dụng đối với dạng viên nén đường uống thì cái sinh khả dụng nó sẽ dẫn đến cái tác dụng mà nifedipine có tác dụng từ 4 tới 6 giờ thôi. Đó dạng viên thường. Nifedipine thì tác dụng đối với viên nén thường là từ 4 tới 6 giờ. Ví dụ để kéo dài tác dụng của nifedipine thì người ta phải sử dụng thuốc nhiều lần một ngày để duy trì nồng độ tác dụng thuốc. Thì ở đây để mà thay đổi cái sinh khả dụng của thuốc, kéo dài cái thời gian tác dụng của nifedipine thì người ta có một cái dạng bào chế khác, đó là nifedipine phóng thức kéo dài. Diễn viên phóng thức kéo dài thì giữa hai viên này nó sẽ khác nhau cái phần sinh khả dụng cũng như là thời gian tác dụng. Phóng thức kéo dài này thì T1 cái thời gian tác dụng nó kéo dài 24 sử dụng nó cái thuốc nó phóng cô ơi cô ngồi ngang quạt sao nó rồ quá tụi em nghe không được cô không coi chừng cái đường truyền mạng sao đó chứ đang ở trong phòng mà đâu có đâu có tiếng gì đâu. Alo coi chừng cái đường truyền mạng không bạn. Dạ em nghe nó rồ quá trời. Dạ ôi dạ không ông em bây giờ đang ở trong mình đang ngồi ở trong cái phòng dạ bây giờ hỏng rồi đó cô cũng... bây giờ nghe rõ rồi đó cô, hồi nãy ồn lắm cô. Ủa gì hả, chắc coi chừng cái đường truyền mạng quá nó có vấn đề gì sao.
Dạo này cái mạng đường truyền mạng nó cũng hơi kém các bạn. Thì nifedipine mà cái viên phóng thích kéo dài này nè, cái thời gian nó kéo dài cái thời gian tác dụng thì nó có tác dụng trong vòng 24 giờ. Còn đối với viên mà nén thường nifedipine thì cái thời gian tác dụng nó chỉ 4 tới 6 giờ thôi. Vậy mình sẽ thấy là do cái tái dược nó thay đổi, nifedipine nó vẫn là hoạt chất nifedipine, nhưng mà khi thay đổi cái tái dược nó làm cho cái dược đồng học của nifedipine nó khác biệt nhau. Thì nó sẽ có lợi điểm nha. Nó sẽ có lợi điểm nha. À, đó là cái nifedipine mà viên nén thường thì khởi phát tác dụng, cái thời gian tác dụng nó ngắn nhưng mà khởi phát tác dụng nó nhanh. Viên này mình ngậm dưới lưỡi để gì? Hạ áp nhanh. Còn đối với nifedipine mà viên phóng thích kéo dài á thì nó phóng thích kéo dài, cái hàm lượng nifedipine phóng thích ra từ trì cái tác dụng suốt 24 giờ thì nó lại cái thời gian khởi phát tác dụng, cái thời gian tìm phục nó là anh được ngậm với lưỡi hạ áp nhanh. Còn dạng mà nifedipine mà viên viên tháng thường ngậm ngậm lưỡi cái này do cái tái dược nó thay đổi. Rồi sinh khả dụng nó còn bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng vượt qua gan lần đầu đối với dạng hấp thu đường tiêu hóa thì nó sẽ làm sinh khả dụng đối với dạng đường uống đó nó sẽ giảm ha. Rồi người dùng thuốc nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh khả dụng của thuốc nữa. Ví dụ ở đây người dùng thuốc mà có bất thường ở cơ quan hấp thu nó sẽ làm sinh khả dụng thuốc giảm. Ví dụ ở đây mình thấy nè, một bệnh nhân mà bị cắt vỏ dạ dày thì như vậy nó sẽ làm giảm hấp thu vitamin nào? Nhóm B. B9 đó cô. Phải không? Cắt vỏ dạ dày nè, B12 cô. hấp thu cả đường uống hoặc là ăn thực phẩm luôn. Ăn thực phẩm luôn. Vitamin B gì? Folate. B9 hả, phải không? B nào mà cần yếu tố nội tại dạ dày? B12 cô ơi. Đúng rồi, B12. B12 là cần yếu tố muốn hấp thu. B12 thì hấp thu ở đâu? Mình có nhớ B12 hấp thu đâu không? B12 là hấp thu ở gì? Ở ruột. Nhưng mà tại sao cắt bỏ dạ dày thì lại giảm hấp thu B12? Tại vì B12 thì nó phải cần gì? Yếu tố nội tại ở dạ dày. Trên bề mặt tế bào thành là cái tế bào tiết ra axit dạ dày nên nó có sự hiện diện của yếu tố nội tại. Anh nhờ cái yếu tố nội tại này mà vitamin B12 nó hấp thu. Do đó đối với bệnh nhân cắt bỏ dạ dày thì mình không bổ sung vitamin B12 bằng đường uống được thì lúc này phải thay đổi bằng gì? Đường tiêm. Để mình thấy rằng cái người dùng thuốc nó ảnh hưởng tới cái khả năng hấp thu thuốc, sinh khả dụng của thuốc. Rồi sinh khả dụng thì nó sẽ chia ra hai loại là sinh khả dụng tuyệt đối và sinh khả dụng tương đối. Sinh khả dụng tuyệt đối thì nó sẽ tính bằng AOC là diện tích dưới đường cong của cái đường nghiên cứu chia AOC đường tĩnh mạch. Tại tĩnh mạch thì AOC là xem như là cao nhất ha, 100%. Thì thường trong dược lý này mình sẽ nói về sinh khả dụng tuyệt đối. Ví dụ như mới nãy mình nói furosemide sinh khả dụng đường uống là 75 ở 65%, nghĩa là mình đang nói là sinh khả dụng tuyệt đối, nghĩa là đường uống nó hấp thu 65% so với dạng đường tiêm.
Còn sinh khả dụng tương đối này là so sánh giữa một dạng bào chế A với một dạng bào chế B. Thường là sinh khả dụng tương đối này là mấy cái hãng dược phẩm người ta hay làm. Ví dụ như một cái chế phẩm đang lưu hành trên thị trường và một cái chế phẩm của một công ty dược nó có cái hàm có cái hoạt chất gần giống với chế phẩm đang lưu hành trên thị trường, người ta muốn chứng minh là cái chế phẩm của tôi có cái khả năng hấp thu giống với một cái chế phẩm nổi tiếng trên thị trường, thì lúc này tôi làm cái sinh khả dụng tương đối, hoặc là người ta làm cao hơn đó là tương đương sinh học. Tương đương sinh học là nghĩa là cho thấy chế phẩm A sẽ có cái dược đựng động học tương đương với chế phẩm B. Ví dụ như trên thị trường mình có cái này của công ty dược Hậu Giang nè, ở Cần Thơ nè, là Clementine, và một cái chế phẩm đó là Clementine. Dược Hậu Giang thì nó có chế phẩm Clementine, thì nó sẽ chứng minh là nó có làm chứng tương đương sinh học cái tương đương sinh học chứng minh là cái dược động học của nó tương đương với Augmentin, là một cái thuốc hàng brand name trên thị trường. Thì khi một công ty dược nó làm tương đương sinh học vậy thì sẽ được Bộ Y tế công nhận. Thì những cái thuốc mà được Bộ Y tế công nhận mà tương đương sinh học thì nó cái giá thành nó sẽ cao hơn. Ví dụ như của hàng Domedco nó cũng có một cái thuốc đó là Augmentin. Là hoạt chất nó cũng giống Augmentin và Clementin. Còn kia thì nó là Augmentin. Nhưng mà cái giá thành của hàng Augmentin đó nó sẽ thấp hơn so với Clementin. Ví dụ Augmentin là thuốc trong trong bảo hiểm thì khoảng 1.000 mấy một viên. Còn Clementin thì khoảng... bán lên thị trường thì bảy mấy 8.000 một viên, tùy thuộc vào hoạt chất, mà trong trong bảo hiểm thì nó khoảng tầm 4.000 mấy 5.000 mấy một viên đó, trong bảo hiểm đó, thầu bảo hiểm thì nó thấp hơn, nhưng mà nó vẫn cao hơn những thuốc không có tương đương sinh học. Thì vậy một số công ty dược nó làm như vậy để nó nâng cao giá thành của nó, cũng như nó chứng minh cho mấy nhân viên y tế giới thiệu thuốc. Ví dụ như công ty A nó giới thiệu gặp bác sĩ thuốc tôi là có tương đương sinh học với một cái thuốc nào trên thị trường đó, để giống như là nó nâng cao cái giá trị của cái thương hiệu thuốc lên. Thì cái này có thể là mình sẽ ít gặp, nhưng mà sẽ có trình dược giới thiệu, sau này trình dược giới thiệu hoặc là mình có đi hội thảo thuốc thì người ta sẽ nói về, người ta có sẽ có nhắc đến cái cụm từ tương đương sinh học này. Thì mình cũng hiểu tương đương sinh học là gì. Tương đương sinh học là tương đương về dược động học. Và nó có một cái cụm từ nữa đó là cao cấp hơn tương đương sinh học, đó là tương đương trị liệu. Tương đương trị liệu nghĩa là chứng minh là có sự tương đương về mặt dược động, dược lực học. Tương đương sinh học là chứng minh có sự tương đương về mặt dược động học. Còn tương đương trị liệu là chứng minh có sự tương đương về mặt dược lực học. Nghĩa là thể hiện là hiệu lực của thuốc tôi với thuốc trên một thuốc hàng brand name là có hiệu lực điều trị giống nhau. Thì hiệu tương đương trị liệu này nó sẽ khó thực hiện hơn, tốn kém hơn so với tương đương sinh học. Đó là có hai cụm từ. Mọi người chờ một chút nha. Alo, có bạn nào có giơ tay phát biểu nè, bạn bạn gì? Đặng Quốc Thông. Alo. Thấy có giơ tay phát biểu nè.
Rồi mình tiếp ha. Thì cái tương đương trị liệu này nó sẽ cao hơn tương đương sinh học. Thì cái cụm từ này thì sau này mình sẽ có nghe tới. Nghĩa là nhiều khi cái trình dược hoặc là mình đi cái hội thảo về thuốc gì đó, người ta sẽ có nhắc tới những cái cụm từ này. Thì mình hiểu cái ý nghĩa của cụm từ này là như thế nào ha. Tương đương sinh học là tương đương về dược động học. Còn tương đương trị liệu là tương đương về dược lực học. Thì mấy công ty dược nó làm tương đương sinh học này nó cũng có ý nghĩa về mặt liên quan tới thuốc bảo hiểm nữa. Nó sẽ giúp cho cái giá thành của nó cao hơn, cũng như là nó mặc dù trúng thầu thì không phải bệnh viện nào cũng có xin được cái số lượng thuốc của nó. Thuốc thuốc về mặt bảo hiểm á mọi người. Ví dụ như hiện tại theo quản lý của Bộ Y tế thì thuốc bảo hiểm của mình nó sẽ chia thành 5 nhóm. Tất cả các thuốc trên thị trường nó sẽ sắp vào 5 nhóm trong đấu thầu bảo hiểm. Thì thuốc vô hàng thứ nhất, nhóm 1 với nhóm 2 thường là những cái thuốc gọi là thuốc hàng brand name, giá rất là cao, giá cao, phải gọi là thuốc hàng công ty nước ngoài. Hàng những công ty lớn, thuốc nhập. Còn nhóm 3 với nhóm 5 là những thuốc hàng trong nước, sản xuất trong nước, giá thành thấp. Và thuốc nhóm 4 là những thuốc có thực hiện tương đương sinh học. Thì như vậy thường là những cái bệnh viện mà ví dụ như trạm y tế nè, bệnh viện ở phòng khám hoặc là bệnh viện hạng 3 thì cái người ta sẽ được cấp cái số lượng thuốc ở nhóm 3 với nhóm 5 nhiều, nhóm 1, nhóm 2 với nhóm 4 ít. Còn những cái thuốc mà những bệnh viện hạng cao hơn, hạng 2, hạng nhất hay hạng đặc biệt thì lúc này người ta sẽ số lượng thuốc bảo hiểm nó nhiều, rơi vào những cái thuốc hàng số 1, số 2 hoặc số 4, số lượng thuốc cũng như chủng loại thuốc nó sẽ nhiều. Thì những thuốc nào mà người ta làm tương đương sinh học thì nó nhảy qua nhóm 4, cái giá thành đấu thầu nó sẽ cao hơn so với những thuốc cùng hoạt chất. Sinh khả dụng tuyệt đối đường uống nó có một số ý nghĩa. Một số thuốc nào có sinh khả dụng đường uống lớn hơn 50% là coi như hấp thu tốt đường uống. Những thuốc mà có sinh khả dụng đường uống trên 80% là sẽ coi như hấp thu tương đương với đường tiêm. Như vậy, nếu mà thuốc đường uống có sinh khả dụng trên 80% thì lúc này người ta sẽ ưu tiên xài đường uống hơn so với đường tiêm. Ví dụ một số kháng sinh đường uống mà sinh khả dụng cao, ví dụ như mình biết là kháng sinh nhóm quinolone. Do đó khuyến cáo là quinolone ưu tiên xài đường uống. Rồi amoc nè, sinh khả dụng đường uống cao nè, rồi nhóm thằng doxy nè, doxycycline nè, những đường uống cao nè, vân vân. Thì những cái thuốc mà có sinh khả dụng đường uống trên 80% thì người ta ưu tiên xài đường uống hơn so với đường tiêm. Thì do đường uống thì nó thuận lợi hơn, nó ít, đặc biệt là đối với kháng sinh thì nó lại ít gây những cái tác dụng phụ có hại hoặc là cái tình trạng sốc phản vệ trong hoặc dị ứng thuốc đối với kháng sinh nó sẽ ít hơn giữa dạng đường uống và dạng đường tiêm. Thì tuy nhiên mình lưu ý cái này. Ví dụ như trong những trường hợp đặc biệt cần sự xuất hiện của thuốc trong máu cao cũng như sự phân bố của thuốc tới mô tốt hơn thì người ta vẫn ưu tiên sử dụng dạng đường tiêm ha, lúc này vẫn là đường tiêm. Ví dụ như tùy đối với dạng thuốc này đối với dạng nhiễm khuẩn, mà đối với những trường hợp nhiễm khuẩn nặng cần sự xuất hiện của thuốc trong máu cao, mặc dù thuốc sinh khả dụng đường uống cao trên 80 thì vẫn ưu tiên đường tiêm quinolone, cipro-clevo. Tiếp theo đó là cái quá trình phân phối thuốc.
À, sau hấp thu thuốc là phân phối thuốc. Thì thuốc nó phân phối di chuyển nhờ sự gắn kết với protein huyết tương, nhưng cái này tùy thuộc vào mỗi thuốc. Mỗi thuốc có khả năng gắn kết protein huyết tương khác nhau. Có thuốc gắn nhiều, có thuốc gắn ít, và tùy thuộc vào tính chất của thuốc thì nó sẽ gắn với albumin hay glycoprotein. Thì cái phức hợp của thuốc và protein huyết tương nó sẽ có đặc điểm như sau. Nó có hai đặc điểm chính. Thứ nhất là không đặc hiệu. Không đặc hiệu như gắn kết giữa thuốc và receptor. À, nghĩa là nhiều thuốc có thể gắn kết với protein huyết tương, ta gọi là không đặc hiệu. Ví dụ như hai thuốc sự cùng sử dụng hai thuốc mà hai thuốc đó cùng gắn kết với protein huyết tương thì thuốc nào ái lực cao thì sẽ gắn kết protein huyết tương nhiều hơn, người ta gọi là không đặc hiệu. Rồi thứ hai nữa là cái gắn kết giữa thuốc với protein huyết tương là không có hoạt tính sinh học. Không có hoạt tính sinh học. Nghĩa là thuốc gắn kết protein huyết tương là không có tác dụng. Nó chỉ có ý nghĩa về mặt dự trữ thôi. Rồi sau đó nó cắt đứt ra. Rồi gắn kết thuốc gắn kết receptor mới có tác dụng, còn gắn kết protein huyết tương là không có hoạt tính sinh học. Thì tùy thuộc mỗi thuốc nó sẽ có những cái gắn kết protein huyết tương khác nhau, nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như hormone sinh dục thì nó sẽ có cái vị trí có cái protein huyết tương đó là set hormone rồi bulin blending đây là cái hormone, cái protein huyết tương của hàng hormone sinh dục, mà đây là protein huyết tương của hormone sinh dục. Thì hormone sinh dục nó sẽ gắn với protein huyết tương này. Ví dụ đối với trường hợp mà hay khuyến cáo nói sữa đậu nành đó, uống nam giới uống sữa đậu nành thì làm giảm cái tác dụng của hormone sinh dục. Thì lý do ở đây là không phải trong sữa đậu nành nó chứa nhiều tiền tố phytosterol của hormone sinh dục nữ, mà lý do là trong sữa đậu nành đó nó có chứa nhiều cái protein huyết tương set hormone rồi bulin blinin. Do đó khi mà nam giới uống nhiều sữa đậu nành thì dẫn đến là cái hormone testosterone nó gắn kết với protein huyết tương này nhiều quá. Testosterone tự do nó giảm đi. Nó không gắn kết với receptor, nó làm giảm cái tác dụng sinh học của testosterone. Do đó là nó làm giảm cái biểu hiện tác dụng của hàng testosterone ở nam giới. Một số cái yếu tố nó ảnh hưởng tới sự phân phối của thuốc tới mô thì nó sẽ có một số yếu tố như sau. Thứ nhất là mức độ gắn kết protein huyết tương, vận chuyển thuốc tới mô như thế nào. Rồi khả năng tan được trong lipid thì thuốc muốn muốn đi vào mô được thì nó phải tan được trong lipid thì nó mới mới xuất hiện trong mô. Và có một cái đặc điểm này nha mọi người, là nồng độ thuốc trong máu thì xác định được, nhưng mà nồng độ thuốc trong mô là không xác định được. Máu thì mình có thể lấy máu để định lượng được nồng độ thuốc, còn trong mô là không xác định được. Một cái yếu tố nữa nó ảnh hưởng tới sự phân phối của thuốc tới mô đó là sự tưới máu cho mô. Như vậy nếu mà sự tưới máu cho mô giảm thì khả năng tưới máu đến mô nó sẽ giảm. Thì ở đây người ta sẽ thấy đối với cái bệnh lý đó là bệnh lý đái tháo đường. Bệnh lý đái tháo đường thì sự tưới máu cho mô trong bệnh nhân bệnh lý đái tháo đường nó giảm. Bởi vì cái đái tháo đường này nó ảnh hưởng trên mạch máu nhỏ với mạch máu lớn, đặc biệt là mạch máu nhỏ. Nó làm cho lượng máu tới mô nó giảm. Do đó đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường mà bị nhiễm trùng,
đặc biệt là nhiễm trùng ở hai chi dưới, thì cái sự tưới máu đến mô nó giảm đi. Do đó khi sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân đái tháo đường mà trong trường hợp bị nhiễm khuẩn hai chi dưới đó, thì cái khả năng phân bố của kháng sinh đến mô nhiễm khuẩn nó sẽ kém hơn so với một cái người không bị mắc đái tháo đường mà bị nhiễm khuẩn ở hai chi dưới. Dẫn đến thường là mình sẽ đi lâm sàng, mình sẽ thấy cái bệnh nhân mà đái tháo đường bị nhiễm trùng bàn chân sẽ rất khó điều trị hơn so với một cái người cũng bị nhiễm trùng bàn chân nhưng mà không có đái tháo đường. Thì có một số cái cách vận chuyển phân phối thuốc đến một số cái mô đặc biệt, ví dụ như đầu tiên là cái vận chuyển vào thần kinh trung ương, thì nó sẽ đi theo hướng là từ mao mạch nè, não tới mô thần kinh, dịch não tủy, đi theo những cái hướng được trình bày trên slide. Thì cái pH dịch não tủy nó khoảng 7,5 là base yếu. Như vậy bình thường những cái thuốc có tính chất hóa học nào nó sẽ dễ dàng qua dịch qua màng não hơn. Alo mọi người, bình thường những thuốc có tính chất hóa học nào nó sẽ dễ qua màng não hơn? Cô, có phải là có tính chất hóa học là natri và kali thì dễ hấp thu đi qua không? Không, tính chất hóa học mà natri với kali gì? Tính chất hóa học và tính axit yếu hay bao giờ yếu? Hôm nay mình mới nói đó, thuốc nó có hai tính chất. Một là axit yếu. Bao giờ cô ơi? Theo mình nghĩ là thuốc nào? Có tính gì? Tính bao giờ? Đúng rồi, bình thường thuốc có tính base yếu. Nhưng khi mà dịch, khi màng não bị viêm thì theo mình nghĩ thuốc nào nó sẽ qua được? Bình thường thuốc base yếu, nhưng khi màng não bị viêm thì lúc này pH nó tăng hay giảm? pH giảm con. Đúng rồi, khi bị viêm thì pH nó giảm, thì dẫn đến cái thuốc có tính axit yếu nó sẽ qua dịch não tủy hơn. Do đó ở đây mình thấy dịch não tủy bình thường là pH 7.5, thuốc có tính base yếu thì dễ đi qua. Nhưng mà khi dịch não tủy viêm thì ở đây người ta sẽ có sử dụng những cái thuốc kháng sinh có tính axit yếu, thì lúc này nó sẽ qua dịch não tủy. Như mấy cái kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin, thuộc cái phân nhóm thuộc phân nhóm cephalosporin của beta lactam đó, có tính axit yếu thì nó sẽ qua dịch não tủy nhiều hơn, điều trị trong trường hợp viêm màng não. Vận chuyển thuốc trong nhau thai thì nó sẽ có những cái phương thức vận chuyển giống vận chuyển thuốc bình thường. Tuy nhiên do qua nhau thai thì lúc này những cái thuốc có khối lượng phân tử lớn cũng như phân cực thì nó sẽ rất khó qua màng. Cũng như một số thuốc nó bị phân hủy bởi các enzyme trình bày trên slide nè, thì lúc này nó sẽ không qua được. Ví dụ như men mao là monoaminoxidase, là cái men phân hủy thuộc nhóm những cái chất dẫn truyền của hệ giao cảm đó, thì dẫn đến nó không qua được nhau thai. Ví dụ như adrenaline, noradrenaline thì nó không qua nhau thai được. Chỉ tác động trên mẹ, người mẹ thì lúc này sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, còn nó không qua nhau thai được ha. Hoặc những cái thuốc mà bị phân hủy bởi men choline esterase, ví dụ như acetin choline, rồi mấy cái thuốc thuộc hệ phó giao cảm, betanitron vân vân, mấy thuốc tác dụng cho nên cơ trơn, giãn cơ trơn được tiêu hóa có sử dụng đó,
thì cái những cái thuốc đó nó không qua được bào thai do nó bị phân hủy bởi cái men Insulin X-ray của hệ phó giao cảm. Cái này mình có học cái hệ thần kinh thực vật của cái phần sinh lý này. Hệ thần kinh thực vật sinh lý thì mình chia ra là hai hệ, hệ phó giao cảm và hệ giao cảm. Thì hệ phó giao cảm, cái chất dẫn truyền của hệ phó giao cảm đó là acetylcholine ở sợi hậu hạch và sợi tiền hạch của phó giao cảm. Và acetylcholine nó sẽ bị phân hủy bởi một cái men đó là choline X-ray. Còn đối với hệ giao cảm thì sợi tiền hạch thì nó sẽ phóng thích ra acetylcholine. Còn sợi hậu hạch cũng như là ở tuyến thượng thận thì nó sẽ phóng thích tổng hợp ra noradrenaline, adrenaline nha. Và những cái chất thuộc hệ giao cảm thì nó sẽ bị như là adrenaline, noradrenaline, dopamine thì nó sẽ bị cái men đó là men mau hoặc men com, viết tắt mau mà viết tắt của mấy cái men men com đó. Phân hủy cấu trúc men mau đây là monoaminosaccharide đó. Thì do ở nhau thai thì có nhiều những enzyme này, do đó những cái thuốc thuộc hệ giao có giao cảm và giao cảm thì nó không Cô ơi. thai. Hello Hello cô ơi. hello Cái chỗ cái con chuột hay là cái bàn phím nó bị rè đó cô, khi cô trà đó nó bị rè đó, nó bị ra tiếng động đó. còn không mọi người còn nghe thấy không? Còn lắm cô ơi. Nghe rồi Còn lắm rồi. cô ơi. Cái con chuột nó kêu ghê to lắm. Ủa em gỡ không có đụng vô con chuột rồi đó. Không biết sao nhưng mà nó kêu từ nãy giờ rè liên tục à. Biết nó bị kẻ cô ơi. Cô xài tài phone hay gì cô? Không không không, tay bình thường không có nghe tài phone. Mọi người còn nghe thấy không? Tắt con chuột Vẫn rồi còn đó. cô. Là do đường Cái này lại truyền cái tiếng là cái mic giống nó bị kẻ thôi. giống nó bị nhiễu sóng nha cô. còn không còn không nó chậm alo lại đó cô. rồi hết rồi cô. à sao ngộ ha, không biết nhiều khi là do cái mạng hay sao á, tại vì cái con chuột là tắt rồi đó, mới nãy nghe mọi người nói là tắt con chuột rồi. Cô đánh chữ là nó bị ghè đó. Cái gì ha? Vậy là cái lab của cô nó bị rung nên nó kẹt cái mic đó cô. À rồi 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 là nãy bây giờ là trong rồi, hết rồi đúng không? Đúng rồi cô ơi. Rồi rồi à, tiếp theo ha, mình qua cái phần các thông số của quá trình phân phối thuốc. Không, điện thoại không có để gần máy. Thì qua cái thể tích mình ra cái thông số của thể tích phân phối là VD. Thì ở đây mình sẽ có VD thể tích phân phối sẽ bằng D chia xoay CB. D là liều thuốc đưa vào cơ thể tính bằng miligam. Nếu đối với đường tĩnh mạch. Còn đối với dạng đường uống đối với dạng đường uống và những dạng đường khác thì nó sẽ nhân với sinh khả dụng F. Còn CB là nồng độ thuốc ở trong huyết tương. Thì lúc này dựa vào công thức này mình có thể tính toán được liều hoặc là nồng độ thuốc trong huyết tương nếu mình có sẵn những cái thông số. Ví dụ như nếu mình có sẵn VD hoặc CB mình sẽ tính được liều thuốc. Hoặc là mình có D hoặc VD thì mình sẽ tính được nồng độ của thuốc trong máu. Thì đây có một cái ví dụ nè, mọi người làm thử ha. Thì trong phần này mình cũng có một số các câu hỏi lượng giá mà có tính toán đó, thì mọi người làm thử. Ví dụ như đây ví dụ nè, tính liều theophylline cho bệnh nhân 60 kg để đạt được nồng độ thuốc trong huyết tương là 10 mg trên lít, biết VD của theophylline là 0,24 lít trên kg thể trọng và sinh khả dụng đường uống là 0,96. Và mình xử tính liều của bệnh nhân cần sử dụng, bệnh nhân này cần sử dụng liều theophylline là bao nhiêu miligam?
tính sau mình chat vào khung chat ha, coi ra liều bao nhiêu, người này cần sử dụng liều bao nhiêu. Còn cái câu dưới là một cái bài, một cái phần phép toán riêng nữa, mình làm phần trên trước. Alo, mọi người tính thử coi liều theo filin bệnh nhân cần sử dụng là bao nhiêu. Khoảng chừng 200 mg cô. 200 hả? Rồi, có ai có đáp án khác không? Mình ở đây mình có VD nè. Mình có VD. Mình có F. À, rồi mình có CB thì mình sẽ tính được D liệu. À, mình có tính được, mình sẽ tính được D liệu. Có phải 230%, 230 mg cô? Không phải không? Đây mình sẽ có đây. Mình có công thức nè. VD bằng D chia cho CB đúng không? D thì bằng nhân F, tại vì này là đường uống mà. Thì mình sẽ có VD bằng D nhân F chia CB. Vậy mình muốn được tính được D thì mình sẽ bằng VD nhân với CB chia cho F. Xin lỗi, F. À, thì mình sẽ ra được D, nhưng mà ở đây mình lưu ý là D này là của gì? 1 kg thể trọng à, mà bệnh nhân này là 60, thì như vậy mình sẽ nhân lên cho gì, 60 đó mình sẽ ra được, à, mình thử nhấn thử coi là mình ra được bao nhiêu. Này. Mình nhấn thử công thức này, mình sẽ ra được liều bao nhiêu. Lấy 0.24 nhân với 10 chia cho 0.96 nhân với 60. Ủa cô ơi, cái VD là 0,24 lít trên gram trên kg, mình có đổ ra miligam cô? Không, mình nhân luôn, hồi mình chia ra kia là mình ra luôn hồi khỏi. Chín trăm miligam cô? Không, lấy 0.0 rồi màn hình nó bị 0.24 nè nhân với 0 chấm nhân với 10 chia cho 0.96 là 2,5, nhân với 60 là ra 150 mg, ra 150 mg. Alo. À, mọi người nghe không? Nghe em 150 mg chứ. Đấy, mình bằng 0.24 nhân với 10 nhân với 60 chia cho 0.96 thì ra được là 150 mg. Đấy nha. Thì bệnh nhân này sẽ sử dụng 150 mg. Rồi, câu hỏi tiếp theo người ta hỏi: để tăng hiệu quả điều trị theophylline trên bệnh nhân sau một thời gian điều trị người ta thấy hiệu quả chưa đạt được mục tiêu, và để tăng hiệu quả điều trị thì nồng độ thuốc nó phải đạt lên ở mức tiếp theo là phải đạt lên 15 mg trên lít.
Vậy ta hỏi cái liều cần gia tăng là bao nhiêu? Thì ở đây mình sẽ có cái công thức như sau ha. VD nó sẽ bằng D chia D nhân F chia cho B B 2 trừ cho CB 1. Đó, ha. Mình sẽ có cái liều mà để gia tăng nồng độ thì mình sẽ có cái liều có công thức tính như sau. VD nó sẽ bằng D nhân F chia cho CB 2 trừ cho CB 1. Mình tính thử thôi coi liều thuốc cần gia tăng lên là bao nhiêu miligam. Dựa vào công thức này. À, coi, người ta hỏi câu là hãy tính liều thuốc cần gia tăng nha. Chứ người ta không hỏi liều thuốc bệnh nhân cần sử dụng để đạt tới nồng độ 15 mg trên lít. À, coi chừng hỏi câu trắc nghiệm mà coi chừng mình đánh sai đó. Liều thuốc cần gia tăng là nhiêu? Đúng rồi, 75 mg/lít. Coi do đó khi trắc nghiệm thi trắc nghiệm mọi người cần lưu ý nha. Người ta hỏi cái câu gì mình trả lời cho nó đúng. Người ta hỏi hãy tính liều thuốc cần gia tăng là nghĩa là từ cái liều này gia tăng thêm bao nhiêu thì là thêm 75. Còn người ta hỏi liều thuốc cần sử dụng để đạt tới nồng độ 15 mg/lít là 225 mg/lít. À là nhầm, không phải nha, không có đơn vị lít nha, miligam thôi nha, 75 mg hoặc là 250 225 mg nha, tăng thêm là 75 mg, không có lít, không có lít nha, không có đơn vị lít nha, không có đơn vị lít. Lít là mình đã là làm rút gọn ở đây rồi nè, ai rút gọn ở đây rồi. Đây lít với lít là mình rút gọn rồi. Còn ở đây bạn mới nãy bạn hỏi miligam ở đây với kg gam, đây là kg gam thể trọng. Còn miligam đây là nồng độ khối lượng của thuốc, do đó mình đâu có đổi ra để mình rút gọn được ha. Mình chỉ nhân kg vô lên theo kg gam thôi, mình rút gọn lại kg gam này mình sẽ ra được miligam thôi. Rồi mình qua tới quá trình chuyển hóa. Chuyển hóa thuốc thì chuyển hóa thuốc nó chuyển hóa ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Niêm mạc ruột, huyết thanh vân vân. Ví dụ như ở huyết thanh thì nó có enzyme esterase. Ngày trước thì mấy cái loại thuốc tê mà có cấu trúc este thì người ta sử dụng khá là nhiều. Ví dụ như rocain. Nhưng mà do thằng rocain này nó dạng cấu trúc este nó dễ và huyết thanh nó bị phân hủy cấu trúc, do đó cái thời gian tác dụng nó rất là ngắn. Hiện nay người ta loại đổi qua cái thằng lidocaine sử dụng nhiều. Rồi ở huyết thanh thì nó có men mao. Men mao do đó những cái dạng đường tim của adrenaline, adrenaline thì nó chỉ có tác dụng ngoại biên thôi. Nó không có cái đi vào hệ thần kinh trung ương được. Bởi vì ở huyết thanh là nó tác dụng xong nó bị chuyển đổi rồi ha. Rồi trong cái quá trình chuyển hóa thì mình sẽ thấy cái cơ quan quan trọng nhất trong chuyển hóa thuốc đó là gan. À, gan đóng vai trò chuyển hóa thuốc quan trọng nhất. Thì chỉ mục đích của quá trình chuyển hóa thuốc đó là thuốc thì thường là kém tan, nghĩa là tan nhiều trong lipid. Thì cái mục tiêu của chuyển hóa thuốc đó là người ta muốn cho thuốc
nó sẽ phân cực hơn, dễ tan trong nước hơn. Bởi vì những cái thuốc nào phân cực dễ tan trong nước thì nó dễ đào thải hơn. Còn nó càng kém tan trong lipid thì nó dễ dàng dự trữ lại, nó bị tích trữ lại. Thì chuyển hóa của thuốc nó sẽ có xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp số 1, số 2 và số 3. Trường hợp số 3 là trong trường hợp nào mà thuốc nào mà tan nhiều trong nước thì nó sẽ không cần chuyển hóa luôn, nó thải trừ luôn. Thì ít lắm ha, ít thuốc tan trong nước mà thải trừ luôn cũng có nhưng mà ít. Nó rơi vào hai trường hợp, số 1 và số 2. Trường hợp số 1 là thuốc nó không tham gia chuyển hóa thì có hai pha, pha 1 và pha 2. Pha 1 là các phản ứng hóa học, còn pha 2 là liên hợp. Thì những thuốc nào á, nó đã có sẵn những cái gốc, có những cái gốc hóa học á, mà là sản phẩm của pha 1 rồi trong công thức, thì nó không cần phải tham gia phản ứng pha 1 nữa, mà nó liên hợp pha 2 luôn. Còn một số thuốc mà nó cấu trúc hóa học nó không có chứa những cái nhóm hóa học mà sản phẩm của pha 1 thì nó phải tham gia phản ứng của pha 1 rồi sau đó nó chuyển hóa qua pha 2. Thì cái thuốc 2 này nè, khi qua phản ứng ở pha 1 tham gia phản hóa học á, thì nó sẽ có xảy ra một số trường hợp. Thứ nhất là nó chuyển hóa mất hoạt tính. Thứ hai là nó chuyển hóa, nó tạo thành hoạt tính hoặc là thay đổi hoạt tính. Thì ở đây nó có một số cái ví dụ nè. Ví dụ như thuốc corticoid, corticoid, glucocorticoid đó, thì nó có cái hạt chất là prednisone. Thì prednisone này nó không có tác dụng sinh học. Muốn có tác dụng thì nó phải chuyển hóa ở gan, nó tạo thành prednisolone. Thì lúc này nó mới có tác dụng. Nha, nó nhờ chuyển hóa pha 1 tạo thành prednisolone thì nó mới có tác dụng. Do đó bệnh nhân có vấn đề ở gan, thay vì sử dụng prednisone thì prednisolone. Tại vì có thể có vấn đề ở gan thì việc chuyển đổi từ prednisone nó qua prednisolone nó sẽ giảm đi. Hiệu quả nó sẽ kém ha. Thì do đó prednisolone là cái sản phẩm chuyển hóa của prednisone. Ngày trước thì người ta chưa có prednisone, người ta mới nghiên cứu prednisolone rồi người ta thấy nó chuyển hóa ở pha 1. Rồi cái cuối cùng sau người ta sẽ vừa có hai chế phẩm song song trên thị trường là prednisone và prednisolone luôn. Hoặc là một số cái thuốc nó là tiền thuốc hay còn gọi là progress. Bản thân nó không có tác dụng, muốn có tác dụng nó phải chuyển hóa. Ở pha 1 này mới có tác dụng nhiều thuốc lắm ha. Ví dụ như nhóm ức chế men chuyển nè, hoặc là lopidogrel nè. Basugel là mấy cái thuốc ức chế kích tập tiểu cầu dự phòng mà mấy cái bệnh như đột quỵ, nhồi máu cơ tim đó ha. Uống sau khi mà làm mấy cái thủ thuật, ví dụ như đặt stent tim đó, lopidogrel đó thì mình biết. Thì những thuốc đó người ta gọi là tiền thuốc, nghĩa là bản chất của nó uống vào không có tác dụng thì nó phải chuyển hóa. Hoặc là nó bản chất thuốc có tác dụng rồi, nó chuyển hóa thành chất có hoạt tính là tiếp tục có tác dụng nữa. Ví dụ như cái thằng Amroson là cái thuốc loãng đàm đó. Thì cái thằng Romhexin chuyển hóa ở gan thành Amroson, thì hai thuốc đó đều có tác dụng loãng đàm hết. Hồi đó thì chưa có sản xuất Amroson, chỉ có Romhexin thôi. Nhưng mà sau người ta thấy Romhexin sau trong quá trình chuyển hóa nó tạo thành chất có hoạt tính, thế là người ta xem coi chất hoạt tính đó là gì, cái thế là có thêm thằng Amroson. Thì để mình thấy là thuốc nó chuyển hóa ở gan thì có hoạt tính hoặc có thể là mất hoạt tính thì nó thay đổi tùy thuốc. Thì tham gia phản ứng ở pha 1 của ở gan thì nó sẽ có 3 cái phản ứng đặc trưng. Thứ nhất là oxy hóa, thứ hai là khử, thứ ba là thủy phân. Thì cái sản phẩm của phản ứng oxy hóa đó là tạo thành cơ chất là OH. Có thể là OH phenol, có thể là OH của dây nhánh, hoặc có thể rượu bậc
bậc 1, hoặc rượu bậc 2, bậc 3, hoặc là OH phenol. Thì tham gia phản ứng oxy hóa này là các phản ứng thường hay gặp đối với tất cả các thuốc chuyển hóa ở gan. Nó nhờ một cái hệ enzyme ở gan là cytochrome P450. Thì hệ này nó có rất nhiều enzyme. Thì trong đó nó có 3 enzyme đóng vai trò chuyển hóa chính nhiều nhất. Khoảng 60-70% thuốc nó sẽ chuyển hóa qua 3 enzyme này. Do đó nếu mà bệnh nhân có vấn đề gì về thiếu hụt qua vấn đề về mặt di truyền, bất lợi về cái enzyme này thì nó sẽ liên quan tới quá trình chuyển hóa thuốc rất là nhiều. Ví dụ như điển hình nè, cái thằng labidogel nó muốn có tác dụng thì nó phải thông qua cái enzyme CYP2D9, CYP2C9 này nè, labidogel á. Bây giờ bệnh nhân mà bị khiếm khuyết cái CYP2C9 này là uống labidogel không có tác dụng. Sử dụng labidogel là không có tác dụng. Bởi vì labidogel là tiền thuốc, muốn có tác dụng là phải chuyển hóa. Mà phải chuyển hóa qua CYP2C9 là chủ yếu. Bây giờ bệnh nhân mà bị vấn đề gì CYP2C9 là uống labidogel không có tác dụng. Rồi phản ứng khử ha. Khử mấy cái gốc như gốc NO2 thành NH2, hoặc thủy phân amide hoặc este thành amin hoặc là axit hoặc là rượu. Thì như vậy những cái thuốc nào mà trong công thức nó có sẵn nhóm OH, nhóm NH2 hoặc nhóm amin thì nó sẽ không cần phải tham gia mấy cái phản ứng ở pha 1 này nữa. Ví dụ như morphin là nó không cần tham gia phản ứng pha 1 mà nó chỉ liên hợp pha 2 thải trừ thôi, bởi vì trong công thức của nó đã có nhóm gốc OH rồi. Thì khi trong công thức của nó có những cái nhóm gốc hóa học này, nó sẽ liên hợp với chất nội sinh trong cơ thể. Và khi liên hợp với chất nội sinh trong cơ thể, nó sẽ được thải trừ. Phần lớn thì phức hợp này nó không còn hoạt tính. Nhưng có một số cái trường hợp đặc biệt thì nó vẫn còn hoạt tính. Ví dụ như morphin, nó liên hợp ở pha 2 này nè. Nó sẽ có hai cái sản phẩm liên hợp. Nhưng mà một trong hai sản phẩm liên hợp đó là nó có tác dụng giảm đau mạnh hơn cả morphine luôn. Thì cái sản phẩm liên hợp pha 2 này nó sẽ liên kết với một số cái chất nội sinh như sau: như axit gluconic, glycine, glutathione, sunfat, rồi acetin hóa, vân vân. Nhưng mà quan trọng nhất đó là hai phản ứng axit gluconic và glutathione. Hai phản ứng này giúp khử độc nhiều chất, ví dụ như người ta ứng dụng trong cái giải độc paracetamol. Paracetamol thì mình thấy đây là một cái thuốc khá là phổ biến trong sử dụng. Thì paracetamol đây, quá liều trên 4 gram thì nó sẽ gây nguy cơ độc tính. Và trên lâm sàng người ta thấy trên 10 gram thì nó gây tình trạng ngộ độc gan cấp. Thì như vậy là do paracetamol nó tham gia phản oxy hóa ở pha 1 á, nó tạo thành sản phẩm ở pha 1 là nó gây gây độc tính trên gan. Paracetamol nó có sản phẩm ở pha 1 gây độc ở trên gan. Và khi tạo thành sản phẩm ở pha 1 gây độc trên gan thì nó gây nguy cơ hoại tử gan. Thì lý do là do liều cao quá, cơ thể mình sản phẩm ở pha 1 này nó không đủ cái chất liên hợp nội sinh ở pha 2 để thải trừ, cho nó dẫn đến độc tính. Thì người ta sẽ dựa trên cơ chế này, người ta sẽ đưa vào kích hoạt làm gia tăng mấy cái chất nội sinh ở pha 2 này nè, để liên hợp với cái sản phẩm pha 1 của paracetamol giúp giải độc. Mình có biết giải độc bằng cái gì không? Mình có biết giải độc paracetamol bằng gì không? N-acetin ạ. N-acetin-cysteine hoặc là methionine. Để nó làm gia tăng cái gì? Glutathione đây. Đó.
N-acetylcysteine như methionine nó sẽ làm giúp làm gia tăng glutathione nội sinh. Và khi gia tăng cái glutathione nội sinh thì glutathione nội sinh này gia tăng lên, nó liên kết với sản phẩm pha 1 của paracetamol, nó chuyển từ cái chất gây độc trên gan thành chất không còn độc tính, thải trừ qua thận, giúp giải độc ha. Nhưng mà ưu tiên nhất là người ta vẫn ưu tiên xài N-acetylcysteine. Khi mà không có N-acetylcysteine thì mới sử dụng qua methionine. Rồi mình còn một cái yếu tố thay đổi tốc độ chuyển hóa thì buổi sau mình sẽ nói, mình điểm danh xong rồi mình về ha. Điểm danh nha các bạn. Thiên An. Dạ, yeah, thưa cô có cô ơi. Thái An. Dạ có cô ơi. Alo, hồi một lát nữa các bạn nhớ lưu ý cái danh sách nha. Nếu mà ai không có tên trong danh sách thì mọi người nhớ đánh cái tên đó vào trong khung chat nha, với mã số sinh viên. Tại vì có nhiều lớp mấy bạn là nhiều bạn là không có tên trong danh sách đó. Mình lưu ý. Vân An. Văn dạ An. Có cô ơi. Quốc dạ Anh. Có cô ơi. Dạ có. Đường Anh. Dạ có. Xuân Bách. Có cô ơi. Kim Bạch. Dạ có cô. Ngọc Cảm. Dạ có cô. Bủ Chánh. Có cô ơi. Văn Chiến. Thái Văn Chiến. Ủa sao Thái Văn Chiến chưa thấy nói gì trơn mà gọi cuộc họp vậy? Cô ơi, rớt mạng văng ra đó cô ơi. Nguyễn Thị Kim Cương. Dạ có con. Phú Cường. Alo, Phú Cường. Dạ có em cô Phú ơi. Cường. À, dạ có, Phú dạ Cường, có, dạ nó Phú Cường. Phú cô ơi, Phú Cường. Phú Soda. Dạ có. Quang Đại. Dạ có. Phương Đại. Dạ có cô ơi. Minh Đạt. Dạ có. Hồng Danh. Dạ có. Thúy Diễm. Dạ có em cô ơi. Thanh Điền. Dạ có em cô ơi. Châu Đoan. Dạ có cô ơi. Hữu Đoan. Dạ có cô. Nhật Duy. Dạ có cô ơi. Nguyễn Duy. Dạ có. Ngọc Dũng. Dạ có. Hồng Đương. Dạ có cô ơi. Thái Em. Dạ có. Hoàng Gia. Dạ có cô ơi. Phương Giáp. Có cô ơi. Hoàng Giang. Dạ có. Nhật Hà. Dạ có. Ngọc Hân. Dạ có. Thanh Hiếu. Dạ có cô ơi. Thu Hiền. Dạ có cô. Thế Hiệp. Dạ có. Huỳnh Hoa. Dạ có cô ơi. Thiếu Hòa. Thiếu Hoa cô ơi. Thiếu Hoa. Dạ có. Văn Hóa. Dạ có. Khánh Hòa. Dạ có cô ơi. Anh Hoài. Dạ có cô ơi. Thanh Huy. Huy có cô. Đức Hùng. Dạ có cô. Minh Hùng. Dạ có cô ơi. Lệ Hường. Lệ Hường. Dạ có. Ủa có Lệ Hường không? Dạ có cô ơi. Có cô mà mắt của bạn bị nhỏ cô. À, nó nói có cô. Bảo Kha. Dạ có. Minh Kha. Dạ có. Trương Minh Kha.
Alo, Trương Minh Kha. Chắc anh bị rớt mạng, nó vô lại coi. Hoàng Kha. Rồi. Hoàng Kha, Hoàng Kha có rồi. Có rồi. Trần Khải. Dạ có cô ơi. Trung Khang. Khang có cô ơi. Nguyên Khánh. Dạ có cô ơi. À, Ngọc Khiêm. Dạ có cô ơi. Ngọc Khiêm có nha cô ơi. Rồi rồi. Văn Khương. Dạ có cô ơi. Quốc Kính. Dạ có em cô ơi. Văn Ly. Có cô ơi. À, có rồi rồi. Trần Lâm. Dạ Trần Lâm có cô. Xuân Lâm. Dạ có cô. Hoàng Lên. Dạ có em cô ơi. Thùy Linh. Dạ có em cô. Văn Linh. Dạ có cô ơi. Hoàng Linh. Nguyễn Vũ Hoàng Linh. Alo. Rồi. Nguyễn Vũ Hoàng Linh có không? Alo Nguyễn Vũ Hoàng Linh. Dạ dạ em đang Đặng Quốc. Dạ Nguyễn Vũ Hoàng Linh có cô ơi. Ờ. Nguyễn Văn Linh. Có cô ơi. Trần Anh Lộc. Diễn có Long. Cô ơi. Dạ. Quỳnh My. Dạ, em Đặng Quốc Thông Cần Thơ có cô ơi. Dạ. Quỳnh My có. Thanh dạ, Mai. Dạ, dạ có ạ. Lê Thanh Mai. Dạ có ạ. Dương Nhật Minh. Dạ có. Nguyễn Khôi Minh. Dạ có. Trần Thị Minh. Dạ có. Lữ Thị Nghè. Dạ có. Thủy Châu Nghĩa. Alo. Thủy Châu Nghĩa. Giang Ngọc. Dạ có cô ơi. Alo Giang Ngọc. Dạ có cô ơi. Châu Nghĩa. Thái Ngọc. Dạ có cô. Bé Nhi. Bé Nhi có cô ơi. Nhật Khoa. Đâu Huỳnh Nhật Khoa. Trọng Nhân. Có em cô ơi. Hiếu Nhân. Dạ có. Xuân Nhật. Dạ có cô. Minh Nhật. Dạ có cô ơi. Tuyết Nhung. Tuyết Nhung. Dạ có. Kim Oanh. Dạ có. Hữu Phi. Dạ có em. Văn Pháp. Có em cô ơi. Nguyễn Pháp. Dạ có em cô ơi. Hoàng Phúc. Dạ có em cô ơi. Huỳnh Hoàng Phúc. Dạ có em cô ơi. Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ có em cô ơi. Diễm Phúc. Dạ có. Như Phụng. Dạ có. Ngọc Phước. Dạ có cô. Vĩnh Phước. Bùi Vĩnh Phước. Kiều Phương. Dạ có cô ơi. Thanh Phương. Dạ có cô ơi. Văn Quý. Nguyễn Văn Quý. Phạm Thanh Quý. Có cô ơi. Lê Minh Quang. Dạ có em ạ. Dương Tiến Sang. Dạ có cô ơi. Bùi Văn Sơn. Bùi Văn Sơn. Phạm Hồng Sơn. Kim Song. Dạ có cô ơi.
Đức Tú. Dạ có em cô ơi. Quốc Tú. Có. Thanh Tú. Thanh Tú. Dạ có em. Dạ có cô. Tài. Dạ có cô. Quang Tâm. Dạ có. Hoài Tân. Dạ có cô ơi. Văn Tấn. Dạ có. Thanh Tạo. Dạ có em cô. Đức Thi. Thanh Thi. Dạ có em. Dạ có em. Đức Thọ. Dạ có cô ơi. Việt Thái. Dạ có. Thanh Thảo. Nguyễn Thanh Thảo. Dạ có em cô ơi. Trần Thị dạ Thanh có em. Thảo. Dạ Trần Thị Thanh Thảo. Hoài có cô ơi. Có cô ơi. Lan Thanh. Dạ có. Duy Thanh. Dạ có. Hồng Thành. Dạ có. Lê Minh Thiện. Dạ có. Đặng Quốc Thông. Dạ có cô ơi. Lê Văn Thuận. Lê Văn Thuận. Trần Văn Tình. Dạ có. Dạ có. Thanh Toàn. Dạ có cô ơi. Thanh Tòng. Dạ có cô ơi. Có Ái cô. Trang. Dạ có cô. Diễm Trinh. Dạ có. Phương Trinh. Dạ có cô ơi. Thanh Trúc. Dạ có. Trí Trung. Dạ có cô Việt ơi. Trung. Dạ có. Nhân Trường. Dạ có cô ơi. Văn Tuấn. Dạ có cô ơi. Công Tuấn. Dạ có cô ơi. Nguyễn Văn Tuấn. Có cô ạ. Lâm Thanh Tùng. Dạ có em cô ơi. Lê Thanh Tùng. Dạ có cô ơi. Huỳnh Mộng Tiền. Có em cô ơi. Nguyễn Hồng Uyên. Dạ có. Lê Hoàng Vũ. Dạ có em cô ơi. Trần Đình Vũ. Trần Đình Vũ. Nguyễn Quốc Việt. Dạ có em cô ơi. Nguyễn Lê Vinh. Dạ có cô ơi. Đỗ Ngọc Minh Vương. Dạ có cô ơi. Nguyễn Phước Quý Yên. Dạ có. Trần Thị Hải Yến. Dạ có em cô ơi. À vậy mình có một số bạn vắng điểm lại nha. Là Lê Văn Thuận có không? Dạ có cô ơi. Rồi. Ngồi mà. Trần Đình Vũ. Có em là cô ơi. Rồi. Huỳnh Nhật Khoa. Dạ có em cô ơi. Dạ có em cô ơi. Bùi Vĩnh Phước. Dạ có cô ơi, có cô ơi. Rồi. Bùi Văn Sơn. Phạm Hồng Sơn. Alo. Thủy Châu Nghĩa. Em Bùi Văn rồi Sơn vậy là bữa nay mình vắng ba bạn đó ha. Những em Bùi Văn Sơn có bạn Bùi Văn Sơn bạn... đang nói đó cô. Alo. Alo cô à. Vắng ai cô ơi. Alo. Alo cô. Alo. Em Bùi Văn Sơn báo có cô ơi. Dạ Bùi Văn Sơn có. Em Bùi Văn Sơn có cô. Ba bạn vắng à.
cô ơi, em Bùi Văn Sơn dạ, có là thấy trong người Bùi Văn Sơn có à, Bùi Văn Sơn có rồi, Phạm Hồng Sơn rồi, còn mấy bạn kia là có đó, thì có như vậy là có hai bạn vắng là Thủy Châu Nghĩa với bạn Phạm Hồng Sơn, còn mấy bạn khác là có ha. À, với lại có bạn nào mà không có tên trong danh sách thì nhờ các bạn đánh tên vào mã số sinh viên giùm. Rồi rồi xong rồi. Alo, có ai có không có tên trong danh sách mà có mặt ở trong buổi học thì mọi người đánh tên vào khung chat và mã số sinh viên nha. À, có bạn Trần Thị Minh hả? Không có hả? Dạ có cô ơi, có. Không không, ý là mấy bạn này là bạn có tên trong danh sách không? Hay là không có tên trong danh sách? Dạ có, hồi nãy cô có điểm danh em có. À, bây giờ ở đây là đang nói là các bạn nào mà không có tên trong danh sách nhưng mà có mặt trong buổi học hôm nay thì các bạn ghi vào cái khung chat và mã số sinh viên. Còn nếu mà mình đã có tên trong danh sách rồi, mình đâu có cần đánh lên chứ. Vậy là không có ai đúng không? Y khoa AZ, nơi hội tụ kiến thức y khoa nhân loại.